cá đột biến. Bà con ta biết cá đột biến hết rồi phải không bà con? Cá đột biến là ăn, nó tốt cho sức khỏe vô cùng bà con ạ. À, nó tốt cho sức khỏe vô cùng khi ăn cá đột biến. Nhưng mà riêng có những người và những bệnh thế này, vui lòng đừng ăn cá đột biến. Ăn vào thì bệnh tình chúng ta nặng thêm, không tốt gì cho sức khỏe cả. Cho nên những người này vui lòng ăn, đừng ăn cá đột biến. Đó là người bị rối loạn chức năng gan, không nên ăn cá đột biến. Và người bị rối loạn thận, không ăn khi đói bụng, bệnh gút, đang uống thuốc ho, bị xơ gan, bệnh lao, rối loạn chức năng máu, bà bầu và phụ nữ đang cho con bú là vui lòng đừng ăn cá đột biến nha bà con. Khi ăn cá đột biến nó không tốt gì cho sức khỏe. Đó là những người có bệnh rối loạn chức năng gan, người bị rối loạn thận, và ta không ăn khi đói bụng, người bệnh gút không ăn cá đột biến, và đang uống thuốc ho cũng không ăn, bị sơ gan cũng không ăn cá đột biến, bị lao, bệnh lao không ăn cá đột biến, rối loạn chức năng máu, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú là vui lòng đừng ăn nha bà con. Bà con đừng ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con ơi. Ngoài ra cá đột biến, ngoài ra cá đột biến nó tốt vô cùng, cá đột biến nó tốt vô cùng cho trẻ em, người lớn tuổi, nó tốt cho xương khớp, nó tốt cho tim mạch, huyết áp, xơ vữa động mạch, say say cái mà say rượu, uống uống cái mà uống rượu, người ăn được hải sản phù nề tốt, đau nhức trong tay tốt, nóng trong người tốt nha bà con. Đó, cá đột biến là nó tốt vô cùng cho những người như người lớn, trẻ em, như bệnh xương khớp tốt, tốt cho tim mạch tốt luôn, huyết áp, xơ vữa động mạch, say rượu uống rượu, phụ nữ say rượu uống rượu, người đang ăn được hải sản, người phụ nề là nó tốt, đau nhức chân tay tốt, nóng trong người nó tốt vô cùng. Nhưng mà tốt thì tốt, mỗi tuần ta ăn không quá 500 gram, ăn 6 ngày là nghỉ một ngày bà con ơi. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe. Thấy kênh chúng tôi là kênh chuyên nói về đời sống và sức khỏe, cho nên ăn gì uống gì, người nào bệnh cái gì không được ăn, người nào bệnh cái gì ăn được gì. Cho nên bà con thấy vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Và đồng thời như vậy là video ngày nào chúng tôi cũng ra 4 video nói về đời sống và sức khỏe của bà con. Nào cần thiết giúp đăng ký cho chúng tôi, đăng ký giúp, và đồng thời video nó sẽ đến sớm với bà con. Cảm ơn bà con, chân thành cảm ơn. Woo!